Xin chào quý vị và các bạn. Vòng 2 luôn là nỗi trăn trở của rất là nhiều chị em phụ nữ, bởi vì có thể là do sinh nở hoặc là do ăn uống mà vòng 2 của chúng ta trở nên to hơn và không còn thon gọn nữa. Và ngày hôm nay thì các bác sĩ tại bệnh viện thẩm mỹ Em Cát vừa tiến hành xong một ca tái tạo thành bụng cho một vị khách hàng. Và đây chính là tình trạng của chị ấy trước khi mà tiến hành ca phẫu thuật này ạ. Các bạn có thể thấy là vòng 2 của vị khách hàng này rất là lớn. Bên cạnh đó thì cái phần bụng của chị ấy có nhiều mỡ dư thừa nè, ở hai bên hông eo cũng như là bụng dưới mỡ dư thừa rất là nhiều. Và nếu như mà quan sát kỹ thì chúng ta cũng có thể thấy là phần da này có rất là nhiều vết rạn do sau khi sinh con các bạn. Và trước cái tình trạng này thì các bác sĩ tại bệnh viện thẩm mỹ Em Cát đã tiến hành tái tạo lại thành bụng cho chị ấy, đồng thời thì khép cơ nội soi để cho cái bụng nó được săn chắc hơn và thon gọn hơn. Và đây chính là kết quả sau khi mà các bác sĩ đã tiến hành tái tạo thành bụng ạ. Các bạn thấy là ở phần hai bên hông eo á rất là có điểm nhấn đúng không ạ? Và bác sĩ tại bệnh viện thẩm mỹ Em Cát đã tiến hành hút mỡ bụng ở hai bên hông eo cũng như là phần bụng dưới để bụng được đẹp hơn và thon gọn hơn. Đây là một vài hình ảnh của vị khách hàng này trước khi mà tiến hành ca tái tạo thành bụng này ạ. Trước khi phẫu thuật thì bụng rất là lớn. Và đây là kết quả sau khi mà tiến hành tái tạo thành bụng. Và cái đường vết sẹo sau khi mà ca phẫu thuật này lành lại thì nó sẽ trùng với lại cái đường bikini. Chính vì vậy nên là các bạn không cần phải lo lắng về cái vấn đề là cái sẹo sẽ xấu và làm mất thẩm mỹ. Và nếu như mà chị em nào cũng đang băn khoăn về cái vòng 2 của mình và cảm giác như là mình đang muốn thay đổi nó, muốn đẹp hơn và tự tin hơn khi mà diện những trang phục khác, thì có thể để lại bình luận dưới video này hoặc là đến trực tiếp tại bệnh viện thẩm mỹ Em Cát. Các bác sĩ tại đây sẽ tư vấn cũng như là khắc phục những tình trạng cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.